Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, các lãnh đạo chủ chốt đã họp để đánh giá kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2024 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là phiên họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư nhằm duy trì nền nếp làm việc của lãnh đạo chủ chốt. Thay mặt bộ phận giúp việc lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc đã báo cáo tóm tắt những việc đã hoàn thành trong tháng 7, những việc trọng tâm cần giải quyết trong tháng 8 và thời gian tới. Hội nghị thống nhất đánh giá trong tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung giải quyết nhiều việc lớn, quan trọng về xây dựng tổ chức Đảng, về phát triển kinh tế xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, về các chính sách xã hội, nhất là các biện pháp giúp đỡ nhân dân ở những khu vực bị thiên tai động đất. Về cơ bản, các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đề ra trong tháng 7 đều cơ bản hoàn thành. Đặc biệt sau khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức lễ quốc tang trọng thể, chu đáo, tình nghĩa để nhân dân và bạn bè quốc tế bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị để bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước được liên tục, bảo đảm nguyên tắc đảng lãnh đạo toàn diện, hiệu lực, hiệu quả. Sau khi lãnh đạo chủ chốt và đồng chí thường trực Ban Bí thư thảo luận, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận một số nhiệm vụ mà toàn đảng và hệ thống chính trị cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới như sau. Tập trung rà soát những công việc còn lại từ nay đến hết năm 2024 và đề ra các giải pháp, biện pháp để hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả. Tiếp tục công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm tốt nhất đối với hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội lần thứ 14 của Đảng cần tiến hành các nội dung công việc theo đúng lộ trình. Sớm triển khai các nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới để làm cơ sở đề xuất, xây dựng các báo cáo trình đại hội lần thứ 14 của Đảng. Các cơ quan trung ương và địa phương sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng. Tăng cường quan tâm hơn nữa tới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở để bộ máy này hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh gây phiền hà khó khăn cho người dân. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và điểm nghẽn để tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện phát triển, hoạt động đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sản xuất hiệu quả, tạo không khí phấn khởi đối với nhân dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Hội nghị cũng bàn cho ý kiến và phương hướng giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng khác của đất nước trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong các ngày qua, lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng đồng chí Tô Lâm nhân dịp đồng chí được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu giữ chức Tổng Bí thư. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thay mặt chính phủ và nhân dân Hàn Quốc chân thành chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển rực rỡ và nâng vị thế quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực và góp phần củng cố hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng của khu vực. Thay mặt Chính phủ Hòa giải và Đoàn kết Quốc gia Nicaragua, Tổng thống Nicaragua, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Daniel Ortega và Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine, Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas khẳng định, việc Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng rõ ràng về sự tin tưởng của toàn Đảng dành cho Chủ tịch nước Tô Lâm trong vai trò lãnh đạo đất nước Việt Nam, hướng tới những chân trời mới của sự tiến bộ và thịnh vượng. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm chính trị dày dặn và tính chuyên nghiệp cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội và chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng quan hệ giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng nước Nga Công bằng S.M. Mironov viết, ở nước Nga, đồng chí Tô Lâm được biết đến và kính trọng như một thủ lĩnh chuyên nghiệp,
có trách nhiệm và uy tín, luôn coi lợi ích của đất nước và nhân dân là ưu tiên không gì thay đổi. Khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường đối thoại mang tính xây dựng giữa Đảng nước Nga Công Bằng với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shiji Kazuo bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới vẻ vang của mình. Đồng chí Shiji Kazuo mong muốn và tin tưởng mạnh mẽ, hai đảng sẽ tiếp tục hợp tác, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác giao lưu, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai đảng, tăng cường quan hệ giữa hai nước. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á ICAPP Chung Yi-yong và đồng chủ tịch, báo cáo viên đặc biệt của Ủy ban Thường trực ICAPP Musaid Hussan Sayed tin tưởng, với 40 năm kinh nghiệm và quá trình lãnh đạo xuất chúng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả của mình, bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa ICAPP với Đảng Cộng sản Việt Nam trong các hoạt động tương lai, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Sirankov tin tưởng rằng trên cương vị cao cả là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm sẽ có những đóng góp mới, làm phong phú thêm di sản lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thư chúc mừng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru, Domingo Cabrera Toro bày tỏ đánh giá cao phát biểu của đồng chí trong việc khẳng định tăng cường đoàn kết thống nhất cùng với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong việc lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững chắc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Liên minh Nhân dân Galicia-Tây Ban Nha bày tỏ tin tưởng rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp bước những di sản của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo tiền nhiệm trong lịch sử, lãnh đạo đất nước Việt Nam đạt được nhiều thành công trong tương lai. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Enrique Santiago tin tưởng trên cương vị mới đầy trọng trách, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nỗ lực phát huy lịch sử vẻ vang của dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền Diosdado Cabello Rondon khẳng định, việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối với những thành tích đóng góp tiêu biểu và phụng sự của đồng chí Tô Lâm với nhân dân Việt Nam. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế xã hội. Chủ tịch Đảng Cộng sản Venezuela Henry Parra tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành công mới, tiếp tục làm sâu sắc thêm những thành tựu của đất nước Việt Nam đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo đi trước, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Pablo Raimondo gửi lời chúc mừng nồng nhiệt của những người Cộng sản Bồ Đào Nha tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng mà Đại hội 13 đã đề ra, cũng như hướng tới chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và hiện thực hóa nguyện vọng của nhân dân Việt Nam tiến bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Manuel Pineda, Bí thư Quốc tế Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha Victor Lucas, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Bí thư Đảng Cộng sản Sudan Fatih Afat cũng đã gửi thư điện chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị, cơ cấu tổ chức của chính phủ theo hướng tinh gọn,
nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát kiểm tra, giảm thủ tục hành chính, giảm tiêu cực phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ của chính phủ. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của chính phủ vừa diễn ra vào chiều nay ngày 6 tháng 8. Các thành viên Ban chỉ đạo tập trung thảo luận về các căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, mục đích, yêu cầu, phạm vi, các nội dung và phân công tổ chức thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của chính phủ khóa 12 đến khóa 15. Cùng với đó đã thảo luận cho ý kiến phân tích bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy chính phủ trong giai đoạn mới, nhất là việc phân công, phân cấp, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ranh giới công việc của từng tổ chức chức danh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của chính phủ liên quan đến rà soát, điều chỉnh, phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sắp xếp kiện toàn tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ qua nhiều nhiệm kỳ. Trong khi các vấn đề liên quan tới tổ chức bộ máy luôn có những nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng liên quan đến nhiều đối tượng. Về yêu cầu trọng tâm của công tác tổng kết, Thủ tướng đề nghị phải bám sát các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, trong đó có cương lĩnh xây dựng đất nước, các nghị quyết của Đảng, trong đó có nghị quyết số 27 của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, hiến pháp và pháp luật có liên quan để đánh giá khách quan, đầy đủ, toàn diện và bao trùm các kết quả đã đạt được, các hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Cùng với đó là đề xuất các định hướng, giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của chính phủ theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, giảm đầu mối bên trong, tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, giảm tiêu cực, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ của chính phủ. Về phạm vi tổng kết, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, quan điểm, định hướng, giải pháp về hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo tinh thần nghị quyết, kết luận của Đảng, rà soát các vấn đề giao thoa về quản lý nhà nước và phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong các lĩnh vực, nghiên cứu các quy định của Đảng để đề xuất định hướng kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 16 và giai đoạn tiếp theo. Phiên họp đã ra mắt Ban chỉ đạo và trao đổi thống nhất đề cương, kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của chính phủ từ khóa 12 đến khóa 15. Thưa quý vị, tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru vào chiều nay ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ trang thiết bị an ninh mạng, hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru vui mừng nhận thấy từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 9 năm 1973, với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã có những bước phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư chất lượng cao hơn nữa vào Việt Nam, đi cùng với chuyển giao công nghệ, hợp tác nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nhân lực, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nâng kim ngạch thương mại song phương, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản. Khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ trang thiết bị, an ninh mạng, hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả. Khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi trên tinh thần quan hệ hai nước chân thành, tình cảm, tin cậy. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có đóng góp lớn trong thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản,
đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam những năm qua. Bộ trưởng cũng thông báo kết quả hội đàm tốt đẹp với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản và thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm phát triển hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có những lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập. Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và trao đổi lại với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác khác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến. Thưa quý vị, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc là mục tiêu tranh đấu của Đảng ta ngay từ khi mới ra đời. Và cho đến nay, mục tiêu đó vẫn không hề thay đổi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Theo bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc do mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc tiến hành trên cơ sở khảo sát tại 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, năm nay Việt Nam đứng thứ 6 châu Á và đứng thứ 54 trên thế giới. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam thăng hạng. Đó là những ghi nhận hết sức khách quan, chính xác của thế giới đối với việc lãnh đạo phát triển đất nước và chăm lo đời sống người dân mà Đảng, Nhà nước ta đã kiên trì, bền bỉ thực hiện suốt hàng chục năm qua. Chính phủ Việt Nam cũng có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Sau đó giảm nghèo là một trong số đó, giờ khả năng tiếp cận với nước sạch và vệ sinh của người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Đất nước của chúng ta thì còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta cũng đã dành rất nhiều những nguồn lực và sự chăm lo nhất định cho người dân. Và cái điều đó nó thể hiện được cái tính yêu Việt của chế độ của chúng ta. Và cái điều này không chỉ nhận được cái sự đồng thuận của người dân ở trong nước mà còn nhận được cái sự đồng thuận, ý kiến đánh giá cao, rộng rãi của nhân dân thế giới. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc nhằm đưa đất nước ta từng bước phát triển hùng cường, thịnh vượng từ lâu đã được Đảng ta xác định và coi điều này như một tiêu chí quan trọng hàng đầu để xây dựng đất nước. Nội dung này một lần nữa được cụ thể hóa trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Trên thực tế, mọi chủ trương, chính sách của chúng ta đều hướng đến xây dựng một xã hội phồn vinh và hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta thực hiện nội luật hóa tuyên ngôn về nhân quyền cũng như là các cái công ước quốc tế về quyền con người. Chúng ta đưa cả vào trong hiến pháp, trong các cái luật và chúng ta cụ thể hóa các cái định hướng của Đảng trong các cái nghị quyết của Trung ương. Do đó đây là những cái nội dung hết sức thiết thực và chúng ta hiện thực hóa những cái khát vọng của nhân loại và những cái khát vọng của người dân Việt Nam để phấn đấu đưa đất nước phát triển bền vững cũng hướng tới con người. Đúng như chủ trương của Đảng là làm tất cả vì con người, lấy con người làm động lực và mục tiêu cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. 94 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, từ chỗ nghèo nàn lạc hậu, đất nước ta đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế và có độ mở lớn hàng đầu thế giới. Việt Nam hiện nay đang là một trong 20 thị trường phát triển của thế giới. Đời sống văn hóa cũng được cải thiện đáng kể, sinh hoạt văn hóa phát triển phong phú, đa dạng. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Đấy chính là cái cơ sở thực tiễn vững chắc để có thể là phản bác một cách thuyết phục đối với các cái quan điểm, các cái luận điệu mà xuyên tạc, phủ nhận về cái vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như là cái việc chăm lo cho đời sống hạnh phúc của nhân dân hoặc là các cái luận điệu xuyên tạc về vấn đề bảo đảm quyền con người của Việt Nam. Người dân Việt Nam trên cơ sở là thụ hưởng những cái thành tựu đó thì người dân Việt Nam cảm thấy là mình hạnh phúc hơn, tin yêu hơn vào vai trò lãnh đạo của Đảng và gắn bó với quốc gia dân tộc và cùng chung sức đồng lòng để xây dựng một đất nước Việt Nam là trường tồn phát triển. Hạnh phúc của quốc gia dân tộc được xây dựng vun đắp từ hạnh phúc của mỗi một người dân và hạnh phúc đó chỉ thật sự có được khi đất nước độc lập, tự do và phát triển.
Thành quả mà đất nước và nhân dân Việt Nam có được hôm nay chính là việc khơi dậy được khát vọng, tình yêu nước và sự đoàn kết toàn dân tộc khi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.